Mình tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh một cái chiếc máy xúc đất 09 nha các bạn. Đang thay gào nè. Hiện giờ là đang đưa cái cây ti vô nè mấy bạn. Bạn ơi, cái đồ bên kia bình bọc bình tạch nha, không lấy mất đây. Nhấp nhấp vào trong cái ấy rồi. Nhấp vào trong cái cọp vô chịu lực mới rút cái này ra được. Đang thay gào. Ê. Lắc lắc ra đó. Đóng nó mới ra đó, gào nó ghét nè. Rồi, lung lắc lung lắc. Gào 09 nha các bạn. Này nó không ra được. Dính cái dừa mấy bạn ơi, cần quá dài, tính đưa lên bờ quơ để cho nó xích cái gào nó ra để mình mới thay được. Rồi SK220 nha. Đóng xếp hàng đóng cũng rất là đẹp nha các bạn. Quá cao rồi.
Ôi trời ơi, nó bự. Ôi trời, cần này không biết bao nhiêu mét mà nói nè. Sao mày giữ vậy nè? Quá trời cái cần này mấy bạn ơi. Ủa cái cần này mấy mét dữ vậy anh? 15 mét. Ồ. Cần này vậy mà 15 mét sao ta, thấy dài quá vậy. Cần này cần này quá dài luôn á chứ. Chắc dài hơn, thấy dài hơn. Cắm đi xong á cho nó chắc ăn luôn cái tháo à, rồi cẩu lên bờ lại để trên nó chịu lắc lắc lư cái đâu cao. Ra cái ti này cũng hơi khó. Nó bị chèo cũng cái là không ra mấy bạn. Không nhúng nhích luôn. Nó không có nhúng nhích phân nào hết trơn. Kệ gì rồi, gì coi chừng ra nè. Tại nãy nó bị xeo rồi. Gì là teo nè. Cần này dài lắm các bạn ơi. Phải hỏi nói nó cầm như thế thôi, cái cần kia là nó đã hút mấy cái đọt dừa rồi. Cần này nó cần quá vậy. Ra đó. Gà đất quá. Quá trời khủng rồi mấy bạn ơi. Không chính nó cao tới đọc chừa rồi. Nội nó dựng cái cần vậy thôi. Mấy bạn thấy không? Trời trời. Ông nội ơi, nó khổng lồ thì chứ. Đấu cái cần này đảm bảo nó nói thêm luôn nè. Quá trời cần. Cái xe cuốc cũng bự, cái bánh xích thì thôi, quá trời cái bánh xích. Anh em đang tính toán rồi phải lấy cái cây tì đó ra như thế nào nữa các bạn. Chắc không ai bị khó rồi. Nó bị xeo chút xíu là đóng không ra. Rồi giờ trong thời gian anh em nghiên cứu thì mình sẽ quay khám phá xung quanh chiếc xe này cho mấy bạn xem nha. Đây là cái buồng lái nè mấy bạn ơi. SK220. Rồi đây là cái phần mà cái xe cuốc nó nằm ở trong cái khung nè. Khung tương đối nha, cũng không rộng lắm. Nó vừa chỉ đi lên và đi xuống cách đó chắc cũng khoảng nửa thước rồi. Không tới thước. Rồi sao là nó đụng đít rỡ thì sao luôn đó bạn. Rồi chiếc xà lan này thì tương đối nó khủng, quá khủng luôn.
để chứa những cái đồ mà xây cầu đường đó mấy bạn. Còn giờ mình sẽ quay về cái mình đang nói là cái cần này. Cần gỗ không chính. Cần gỗ không chính thì mấy bạn thấy không? Nó vừa to vừa lớn. Rất dài và rất to luôn. Đó, giờ là nội nó cắm tới gì là lên tới đọt dừa nè. Đó, lên tới đây luôn nè mấy bạn. Đó. Nguyên cái cần dài tới đây nè nha, thấy không? Nó co xuống nè. Bây giờ mình đi xuống nữa nè. Hút đọt dừa luôn. Cái gạo nó cao hơn ta luôn. Rồi bây giờ tài xế bắt đầu leo lên buồng lái để điều khiển cái chiếc xe cuốc và lấy ra cái ống ti đó ra để mới thay được cái gạo. Rồi anh áo xanh là lấy cây ra đóng vô, không có ga. Đó. Không ra được. Không ra, không nhúc nhích luôn. Không ra. Là chỉ phí sức thôi, nó không ra luôn á mấy bạn ơi. Mọi người lắc đầu không biết cách nào để mà cho nó ra nè. Rồi giờ nó dở cái cần lên nè. Ôi trời, cao hơn cái đợt vừa mấy chục lần luôn.